Rồi, hello anh em nha. Mình là Huy Sài Móc anh em ơi. Nay mình quay mình nói vấn đề cho anh em biết là cái vấn đề là mình mua bán trên trang á, những dòng xe này bên mình không có trả góp nha anh em. Mình là Huy Sài Móc nha anh em, mình không có trả góp nha. Cái thứ hai là anh em mình mà chơi những cái dòng xe mà hay thì xì bo, xe chia, da dét á, mà giá rẻ anh em đừng có hỏi mình bao này, bao kia, bao xăng tên hay là bao chạy ở tỉnh này tỉnh kia nha anh em. Đó, xe gắp, xe dựng hình, xe lên mà anh em đừng hỏi bao này bao kia hay là trả góp, sao trả góp được anh em. Giá này trả góp thì anh em đam mê chơi trải nghiệm thôi. Còn về cái vấn đề anh em chơi xe là nó sẽ tiền nào của nấy, nó có rất là nhiều giá nha anh em. Nó có rất là nhiều giá để cho anh em lựa chọn. Nhưng mà mình những cái giá rẻ, cực rẻ là mình không có làm nha anh em. Đây mình Huy Sài Móc, mình chỉ xài duy nhất một số điện thoại là 0933 955 401. Đây quay lại cho anh em xem cái số này nè. Đây là cái trang fanpage của mình nha anh em. Cũng là cái số điện thoại mình xài duy nhất một số này nha anh em, 0933 955 401 nha. Đó, những chiếc xe bên mình làm á là mình xe mình dựng hình lên á là đồ đạc thì nó chất lượng tùy theo cái tầm giá của anh em, rẻ có, giá tầm trung có và giá tầm cao có. Mà những chiếc xe mà giá mà tầm cao của bên mình á, anh em đừng xe mà dọn rất là nhiều đồ dinh á, hàng dinh và hàng độ một nhiều là anh em đừng có so sánh với lại những chiếc xe nào mà rẻ hơn nha. Đó, anh em cứ cân nhắc. Thị trường là bây giờ người ta rất là nhiều giá và rất là nhiều xe khác nhau, mấy trăm mười với mấy trăm hai là nó cũng cách nhau một khoản tiền rồi. Và bây giờ mình nói cho anh em nghe nè, đồng ý anh em bỏ ra một số tiền để anh em chơi, nhưng mà anh em kiếm một chiếc xe nào cho nó về để chạy được nè, không có sửa sang, không có phải sáng dậy phải tập thể dục, đạp khó nổ này kia. Bên mình xe mình làm ra là bao vấn đề đó cho anh em nha. Ngày xưa thì nói thiệt với anh em, ngày xưa lúc mà mới ra làm xe còn trục trặc tới trục trặc lui, bảo hành tới bảo hành lui này kia. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi nha anh em, làm càng ngày càng nhiều thì nó sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm. Và bây giờ là ở đây là đều là chuyên nghiệp hết nha anh em, làm chiếc xe ra là chất lượng ok là mới giao cho anh em. Và những chiếc xe mình nói dọn rất là nhiều đồ dinh á, làm lên rất là nhiều đồ dinh á, là nó sẽ đúng như mình nói nha. Còn mấy chiếc xe giá rẻ mình không có bao dinh là không có dinh. Bây giờ anh em cứ xem những, bây giờ mình chỉ mà sợ anh em khi mà bỏ số tiền ra đi mua mấy chiếc xe giá rẻ rồi bị lừa này lừa kia, nói full dinh nhưng mà về lại không full dinh. Nhưng mà mình quay kỹ càng những chiếc xe của mình á, xe giá trị á, là mình quay cái gì muốn gì dinh là nó sẽ dinh nha anh em. Đó, và mình cũng nói cho anh em biết là thôi bây giờ quay chiếc xe đi để giới thiệu cho anh em dễ biết nè. Quay chiếc xe này là cái tượng trưng cho anh em nè. Mình vào mình quay cho anh em xem nè. Mình nói thì cũng nhiều nhưng mà không nói không biết bao giờ mới hết cái ý của mình. Tại vì cái ý mình muốn nói rất là nhiều để biểu đạt cho anh em. Mình xài duy nhất một số này nha anh em. Đó, và không có trả góp gì hết nha. Mới vô là máy full 120 nha anh em. Cái lồng 120 số nổi lên anh em thấy không? Đó, tất cả xe bên mình máy móc đều là full 120, lồng dên tạ lửa 120 hết nha anh em. Cái lồng 120 số nó nổi cộm lên đó, nó dày cui đó anh em thấy không? Nó nổi lên anh em thấy không? Đó, nếu như mà anh em mua mấy chiếc xe giá rẻ, có nhiều anh em mua xe chỗ khác rồi về hỏi mình, ủa sao anh ơi, cái lồng của em không có số. Tức là cái lồng người ta là cái lồng 110, người ta mài cái số đi. Sợ cho anh em thấy. Sợ anh em thấy cái số 109 là người anh em sẽ không mua. Đó, cho nên là người ta mài cái số đi, sẽ không thấy số là mấy trăm mười nha anh em. Hoặc là cái số 120 mà nó chìm xuống là cũng là mấy trăm mười, làm lại số 120 nha. Nhưng mà tất cả bên mình nè, full 120, lồng dên tạ lửa 120. Cái cục máy là cục máy 120 sẵn rồi. Anh em nào không biết xem xe này kia thì chỉ việc là nhìn vào cái lồng, thấy cái lồng đúng 120 là anh em 50% là chiếc xe này là xe cục máy 120 rồi. Còn rất là nhiều yếu tố nữa, dên tạ lửa nó phải chẻ máy ra mới biết được cái cục máy này máy 110, máy 120 nha anh em. Đó, và bây giờ dễ biết nữa là anh em này, hai cái anh em khi mà đi mua xe kiểm tra mở cái yên lên liền. Đây mình làm luôn cho anh em xem nè, mở cái yên lên nha anh em. Rồi, thấy cục IC ngay liền nha anh em. Đây là cục IC mở tua nha anh em, Abido lửa 120, nó sẽ có IC lửa 110, không có IC. Nhìn vào đây thấy cục IC D10, D11, D12 hoặc là IC mở tua gì đó là anh em sẽ có biết xe là đúng máy 120 nha. Hai cái thứ này thôi. Tại vì bây giờ máy 110 người ta lên cái lồng mới lên lửa 120, nó có IC luôn. Người ta lên lồng mới lên lửa nó cũng có IC, nhưng mà phải chẻ máy đâu biết có full cục máy 120 hay không. Còn bên mình là đảm bảo cho anh em là nguyên cục máy này 120 sẵn rồi. Dên tạ lửa lốc. Đó. Lốc 120 nè, lốc giữa 120 anh em, lốc giữa 120 nó khác 110 xíu nha.
là lòng 120 nè anh em, nếu mà xe 110 về lên 120 là sẽ lên lòng, lên cái đầu wheel up 120 nữa. Đó. Cái cục mobin 120 nó sẽ nhỏ hơn cái cục mobin 110, cục mobin 110 nó to chà bá à. Xe này mình đi cho anh em là cục mobin Phaeto bọc 7400 nha anh em. Lên rất là nhiều đồ. Cục máy, những cục máy 120 mình là cục máy nó cốt nhỏ xíu anh em ơi. Máy cốt nhỏ lắm nha anh em, không có phải máy 3 cái máy cục máy 120 mà nó cốt lớn, cốt 8, cốt 10 người ta sửa nhiều lần. Mấy ngày rồi nha, cục máy mình cốt 1, cốt 2 à. Bao đẹp, bao im cho anh em nha. Thợ thầy chuyên nghiệp làm chiếc xe ra là chất lượng. Nói chung là anh em khi mà chiếc xe về anh em sẽ mãn nguyện ngay. Đó. Lúc trước mình làm mình không có làm cái sự tốt chân, bây giờ mình gắn luôn cái sự tốt chân cho anh em luôn nha. Đầy đủ nha. Rồi. Vấn đề là bây giờ vô cái là phục đồ nè. Phục zin. Cái gì zin nói zin, xe này là xe rất là nhiều đồ zin, gần như là full zin. Phục zin nó sẽ có hai con mắt tròn tròn này nha anh em. Đó, nhìn vô là cai B, đúng phục zin cai B có hai mắt tròn tròn này. Và nó sẽ có cái sọc, phục đời mới bây giờ nó có cái sọc ở giữa, sọc ngang ở giữa này nè. Và phục đời mới đời cũ vậy nó cũng có hai mắt này nha anh em. Có cái sọc ở giữa này nha anh em. Rồi, cam zin Indo. Cam Indo này là cam trước nó có nú, cam sau nó không có nú nha anh em. Đó. Indo nó màu trắng nha anh em, chứ không phải cam vàng nha, chân cam á. Đó. Đó cam trắng nha. Cam Indo có nú nha. Niền Tân Lan. Vỏ FKR zin luôn nha anh em. Vỏ zin của Sibo bây giờ đó nha anh em. Vỏ zin của hàng mới của Sibo bây giờ nha anh em. Vỏ bản cầu nha, FKR đi đồ mắc tiền không? Chảng ba là KIB zin luôn. Chảng ba zin KIB nha anh em. Đó, chảng ba đúng KIB nha. Đúng zin Sibo nha. Xem xe rất là dễ anh em, chỉ xem mấy cái này thôi. Đó Niền Tân Lan. Đi Niền Tân Lan nha anh em. Đó anh em thấy xem cái lốc giữa này. Sạch sẽ mới cáo. Đó. Và quan trọng nữa cho anh em nói nè. Cây bô là cái thứ quan trọng nhất là xe dọn đồ zin là đúng cây bô này. Anh em xem những cái món hàng à, nó dài cui anh em thấy không, mà rất đẹp nha, món hàng rất là đẹp nha. Những người chơi xe zin là nói zin, mình không bao giờ mình lô mình quay lên mình nói zin mà bao cho anh em full zin. Gắn cái phục trước cái phục sau giải zin gắn cây bô lô, cây bô lô vô nói cái đồ full zin là giá cực rẻ là anh em. Cái gì mà giá rẻ mà nói mà cái gì mà đồ ngon mà nói giá rẻ là anh em phải suy nghĩ nha. Đó. Còn bên mình á, giá rẻ là những cái xe ráp xây dựng hình lên là giá rẻ, nhưng mà nó có sẽ nhiều tầm giá cho anh em lựa chọn, cũng như anh em đi ra chợ vậy đó. Người ta bán một món đồ cũng là full mới, cũng là món đồ mới nhưng mà nó lại nhiều giá khác nhau, là nó là như vậy đó nha anh em. Này bô zin nha. Anh em xem món hàng này mọi người cui rất là đẹp nha. Mình là người thật, việc thật, xe có sao mình nói vậy, xe mình sao mình mới quay như vậy cho anh em rõ ràng. Mình quay từ từ chậm rãi chỉ hàng từng món hàng cho anh em biết nè. Và gắt chân sau đi, gắt chân xì bo này cao su là một nha anh em. Không đi mấy gắt xương xanh Raider rồi nha. Phục sao đúng KIB zin. Phục zin là nói zin, không phải gắn cái phục giả zin giá cái tem KIB lên là nói phục zin nha anh em. Xíu nữa mình sẽ quay kỹ càng từ tận cho anh em xem. Mình đi luôn cái khóa 6 cạnh cho anh em luôn. Khóa chấm trộn, khóa này khóa lộ tốt nha. Còn cái cụm này cụm hàng hộ tùng đâu nói rồi, nhưng mà anh em khi mà dựng hình chiếc xe lên phải đi đúng cụm Sibo nha anh em. Không có mấy cái nút đề vàng vàng chỗ này như mấy cụm Viva nha. Sibo mà đi cùng Viva nó kỳ lắm nha anh em. Tay thắng tay Maya là zin. Đồng hồ ba kim là thường rồi, không nói rồi. Cái này á, mày nói cho anh em nghe nè. Cái phong cách này là phong cách 99 màu bạc nha anh em. Cái yên là yên zin nè, anh em nhìn nó rất là cứng cáp và nó rất là chắc chắn nha anh em. Rồi nó có cái G rất là đẹp, nhìn nó rất là liền lạc nha anh em. Cái yên rất là đẹp, nhìn cái nước da nó rất là đẹp nha anh em. Còn cái cản này là ông anh này ông thích đi cái cản 2000 á. Cái màu này ông thích đi cái màu cản cho nó cùng với cái màu vàng áo nha anh em. Không có đi mà cản vuông đen nha, cản vuông mà màu đen á là cản 99. Với lại anh thích đi cái đuôi đèn là đuôi đèn 2000 nha anh em. Đó, thích đi cái đuôi đèn 2000. Cho nên mình làm như vậy. Vàng áo là loại 1 là không có nói rồi. Vàng áo loại 1 anh em nhìn nó khít khao này. Vàng áo loại 1 nó khít khao nha anh em. Đó, không có hở nha, rất là khít liền lạc. Bình xăng này, Indo rất dép cái là nổ, không có tập thể dục buổi sáng nha. Đó. Bình xăng Indo không có tập thể dục buổi sáng nha anh em. Cục sao zin KIB có cái tem đó. Hay đúng là tem zin của KIB của hãng KIB cho anh em. Nhông xe dĩa vàng. Và ghi đông này, đi ghi đông zin luôn nha, ghi đông này. Ghi đông là cái nguyên cái cụm tay cái cầm này cho anh em, tay lái nha, là cái ghi đông zin luôn nha. Xe những xe chất lượng mình làm đúng chất lượng rồi anh em, chuyên xì bo Satri dây dết các dòng. Anh em cần cái liên lạc cho mình sẽ hỗ trợ cho anh em tận tình nha. Giá là ba mấy, bốn mấy, năm mấy cũng có nha anh em. Da dết, năm mấy, sáu mấy. Xe gáp xây dựng hình nha anh em. Đó, cái tiếng bô này nè. Cái tiếng bô này dễ ghét không? Tông, 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 tông
vô dinh đó nha anh em. Đó. Xe rớt dép cây nổ không có đập dọc buổi sáng đâu nha anh em. Là của anh em này, xe này im re để bên đồng hóa anh em nghe này, im như xe điện nha, xe hay thì mà cỡ này là ok rồi nha anh em, bánh nó không có đụng đất nha anh em, đó quay được nha, không có đụng đất nha. Nói chung là rất là nhiều đồ zin, quan trọng là cái chất lượng mà cái uy tín, còn xe rẻ hơn thì không có full zin, đồ nó sàn nó 5 năm với nhau, đồ loại 2 và đồ zin nó sàn còn tầm trung, còn mà nếu xe tầm trung bên mình nó cũng được dàn áo lộ 100 zin niền Tân Lan bình xăng Indo, và quan trọng là máy tất cả là full 120 nha anh em. Máy 120 nó cách xa cục máy 110 khoảng tiền rất là nhiều đó nha anh em, đừng có so sánh mấy xe rẻ hơn nha anh em. Đó. Tiền nào của nấy thôi nha anh em. Đồng ý anh em mình bỏ tiền ra để chơi một chiếc xe, nhưng mà chơi chiếc xe cho chất lượng. Thà anh em ăn nhậu nhịn thêm một chí. Nhịn vài chầu nhậu thêm cho mình ít tiền làm chiếc xe chất lượng về chạy đỡ quê, đi uống cà phê cà pháo đem ra đạp rất giá cây nổ, không đem uống cà phê cà pháo đem đi nhậu ra đạp. Đập mà đập khùng người luôn, không nổ chiếc xe, mất rất là mất mặt, mà đem về để cho tiệm sửa xe người ta giữ hoài, người ta làm hoài, mình cũng mắc cỡ lắm, mà rất là muốn bán lại xe nha. Đó, mình nói sơ sơ như vậy là cho anh em biết là nó như thế nào, còn anh em thì cứ xem, cứ tham khảo bên mình nha. Còn mà rẻ nữa thì mình không có làm đâu, mình phục vụ cho đam mê cho anh em. Nếu thật sự anh em nào tài chính thấp quá mình vẫn làm cho anh em, nhưng mà mình không có bảo hành với những xe rẻ nha, xe quá rẻ thì anh em về chơi tự chịu nha anh em. Đó rồi, tiền nào của nấy thôi, và nói một lần nữa là mình không có trả góp nha anh em. Đó, có cọc thì có giao, ở đâu cũng giao tới. Xe này của anh em ở Đồng Tháp đặt theo yêu cầu mình làm cho anh em á, những cái màu anh em đặt nha, người ta yêu cầu người ta đặt làm sao thì mình làm y vậy, và người ta nổ cọc là mình giao xe tận nơi, phục vụ cái đam mê cho anh em, không ngại gần xa nha. Còn mình quay mặt mũi mình lên đây mà anh em sợ mình lừa cọc này kia nữa, tại vì bây giờ thời đại 4.0 mà anh em, 4.0, 5.0 mà bây giờ người ta không có điều kiện đi tới đây đó, không có điều kiện đi xem xe trực tiếp được, và người ta công việc bận rộn rất là nhiều đó. Người ta quan trọng là cái tâm của người bán, và người ta tin tưởng mình làm việc mình còn cái tâm, và mình có sự bảo hành cho người ta, và cái trang của mình đây nó như vậy đó, mình không có thể làm ăn bậy bạ được là người ta sẽ chửi mình ngay nha anh em. Đó, đồng ý ngày xưa là mới ra rồi, còn có người ta làm trục trặc tới được bật lui, chứ bây giờ thì nó khác rồi nha anh em, không giống như ngày xưa nữa đâu nha anh em. Đó, nói chung là 10 chiếc xe, 10 làm ra 10 chiếc xe, 20 chiếc xe vẫn có nó vẫn có bị sự cố này, bị sự cố kia. Không phải chiếc xe nào nó cũng im mọi, cũng im hết nha anh em. Hãng người ta làm ra nguyên chiếc, còn lỗi này lỗi kia mà. Còn mình không có dám khẳng định là chiếc xe nào cũng là ngon cũng là tốt, lâu lâu nó cũng vẫn sẽ bị dính xương này kia. Nhưng mà đó là ví dụ như chiếc xe nó bị trục trặc những cái món phụ tùng này phụ tùng kia, mình vẫn đổi cho anh em được. Còn về máy móc là mình có bảo hành cho anh em chơi. Đồng ý làm lâu lâu nó cũng phải sẽ vẫn bị một chiếc hai chiếc, bị lỗi nhỏ thôi, mình khắc phục cho anh em được. Anh em thông cảm. Tại vì mình làm mới ra thì mình về mình chạy rồi nó mới bị cái này cái kia mình mới biết được. Nhưng mà những chiếc xe chất lượng bên mình thì anh em cũng biết là mình cũng đã kiểm tra nó kỹ càng rồi mình mới giao nha anh em. Và uy tín là làm lên thương hiệu. Cái con người sống là phải cái tâm đi đầu nha anh em. Mình những cái món hàng nó như thế nào thì mình cứ báo cho anh em như vậy đó. Anh em cứ tìm hiểu xem từng clip của mình, bấm vô xem mà từng cái món đồ mình quay như vậy đó. Trên mạng này nhiều người ta rành xe lắm anh em ơi, không phải ai cũng ngu đâu mà nhìn chiếc xe mình nói đồ lô mà mình báo đồ zin mà người ta sẽ tin đâu anh em. Đó, cho nên là cái gì zin mà nói zin, mà cái gì lô là mình nói lô nha. Mình chỉ xài duy nhất một số điện thoại này,
không xài bất cứ số điện thoại nào khác nha anh em. Đó, xe này anh thích đi cái tem 99, nhưng mà tất cả làm là phong cách 2000 anh em. Mặt nạ là không đi mặt nạ chữ V nha, không đi mặt nạ vần trăng nha anh em, không đi mặt nạ V nha, thích đi cái mặt nạ này, không thích đi mặt nạ chữ V vần trăng nha anh em. Bà cổ thì thích đi bà cổ màu của 99 nè. Đó, mình quay mình nói vậy cho anh em biết, chứ không anh em nói mình xe sao 99 mà đi làm mặt nạ 2000, mặt nạ 120 2000 nha anh em. Mặt nạ 99 đi mặt nạ chữ V nha. Đó, bờ cổ thì đi bờ cổ 99. Nói chung là làm lỡ cỡ thì mỗi người mỗi sở thích mà. Cho nên là mình cũng không biết nói sao để cho anh em ấy được, nhưng mà người ta tiền nào của nấy, người ta bỏ ra cái đồng tiền nó phải phù hợp với lại cái túi tiền của người ta nha anh em. Đồng ý là ngày xưa giờ làm cái xe mình làm mình không có dám nói là 10 chiếc là suôn sẻ hết 10 chiếc. Làm bất cứ cái nghề ngành nghề gì cũng vậy, cũng sẽ có trục trặc này kia. Đảm bảo cho anh em là như vậy, nhưng mà mình khắc phục được. Quan trọng là mình có khắc phục với khách hàng hay không, mình có hỗ trợ khách hàng tận tình hay không, chứ không phải là bán chiếc xe xong luôn là về không có liên lạc với người ta nữa đâu nha anh em. Bán xong chiếc xe về người ta gọi mình, nó thiệt sự có nhiều khi anh em không biết cái này không biết cái kia, gọi mình lúc nào mình cũng sẽ nghe máy và mình sẽ hỗ trợ anh em tận tình nha. Đó, không phải bỏ con giữa chợ đâu nha nghe anh em. Rồi còn xe giá rẻ, xe gáp, xe dựng hình, anh em đừng bảo bao này bao kia, bao sang tên, bao chạy tỉnh này tỉnh kia nha. Nhắc lại anh em một lần nữa cho anh em biết. Đó, anh em chơi xe với cái tầm giá này cũng đủ biết rồi. Đôi khi á, anh cầm máy giùm em với anh. Đôi khi á anh em, nhiều khi á mình công việc mình rất là bận rộn nha anh em. Mình làm cái này chủ yếu là phục vụ sự đam mê cho anh em. Cái công việc muốn bán cái dòng xe hay thì này á, không có lời bao nhiêu hết đâu em. Anh em nói thật sự với anh em nghe là làm vì đam mê, tại vì mình rất là mê cái dòng xe này. Mình mới từ cái này, mình từ cái sự đam mê mà mình ra cái công việc ngày hôm nay, phục vụ cái đam mê cho anh em, không có lời lỗ bao nhiêu hết. Thật sự làm vậy đó, đồng ý là đương nhiên vẫn sẽ có phải có lời mới làm, nhưng mà không bao nhiêu hết, chủ yếu là phục vụ cái sự đam mê cho anh em. Anh em, những anh em nào tài, cho những anh em tài chính hết á, mình làm ăn cũng lương thiện, mình không có lừa gạt. Xe sao thì mình nói vậy, xe ráp, xe dựng hình, đó, xe lên mình bán, mình chỉ phục vụ cho anh em đam mê, không có lừa lọc anh em. Ví dụ như xe mình như vậy đó, mình không có bao anh em là bao anh em là bao sang tên hay bao chạy tỉnh này chạy tỉnh kia, mình nói rõ ràng luôn nha anh em, không có bao gì hết nha. Anh em đam mê mua về chơi cà phê cà phá thôi, mình không có bao gì hết. Mình cũng làm lương thiện, không có lừa đảo tiền cọc người này, không có lừa đảo tiền cọc người kia. Xe sao thì mình nói vậy, và mình làm là phục vụ sự đam mê của anh em. Và cũng có nhiều anh em tài chính thấp, người ta đâu có đủ điều kiện, người ta chơi cái dòng xe hải quan xe sĩ đâu, người ta muốn mua gì để người ta trải nghiệm, người ta chạy cà phê cà pháo, và trong cái tầm khả năng của người ta cảm thấy người ta chơi được, người ta chịu được và người ta lo liệu được thì người ta chơi thôi. Và cũng có rất là nhiều người, người ta có đủ tài chính, người ta rất là nhiều tiền mà người ta không muốn bỏ ra số tiền lớn để người ta mua chiếc xe hải quan, người ta chơi thì người ta chơi cái dòng xe này, thì đó là cái túi tiền của người ta, anh em không có thể mà lên dạy người ta cách chơi của người ta được. Và mình cũng không, mình thật sự anh em, mình làm rất là nhiều công việc nha anh em. Thật sự cái này á, mình làm, mình nói thiệt anh em, mình làm bên nhà đất, mình chỉ cần làm xong, mình giao dịch xong một cái nhà với người ta là mình đã có tiền rồi. Mình bán không phải là vài chục chiếc này mình mới bằng làm cái nhà, nó thiệt sự anh em. Mà mình đâu có phải là mình anh em lên nhiều khi còn mặc cả giá này kia, mà mình cũng đâu có lừa đảo gì anh em đâu. Mà anh em lên đây nhiều khi anh em lên trên trang nó xe này chạy này kia, cái này là cũng mua vừa bán và giao dịch với nhau, thỏa thuận với nhau, không ai là nợ ai hết và không ai mất lòng ai hết. Nhiều khi mình bán cho một chiếc xe, anh em người ta còn tặng mình cái này, tặng mình cái kia nè, đem xuống người ta còn làm một buổi tiệc, người ta mời mình nhậu đó, người ta còn tặng mình cái này cái kia, mình đem về. Đó là sự yêu thương và sự mến mộ, vì làm từ cái việc, từ cái tâm, từ cái đạo đức. Và nó thiệt sự anh em là mình không có lời bao nhiêu nha, mình làm vì cái sự đam mê của mình. Sáng dậy mình bấm một cái lỗ long tâm là mình thích rồi, dậm chân cái lỗ long tâm là trong nhà là mình thích rồi. Và mình đem lại cái sự đam mê cho người này người kia là mình cảm thấy mình thỏa mãn anh em. Mình thấy mình rất là enjoy. Mình làm, mình mang cái sự đam mê đó cho người này người kia, mình thấy mình rất là thỏa mãn, mình đem niềm vui đến cho họ mà. Mình cảm thấy mình rất là enjoy trong cuộc sống nha anh em. Mình rất là thỏa mãn, mình rất là vui, mình thích được như vậy. Cho nên là anh em đừng nghĩ là làm cái này có tiền hay là làm kiếm ra rất là nhiều tiền nha anh em. Đó là mình nói anh em như vậy, phục vụ đam mê anh em. Làm đương nhiên sẽ có lời, nhưng mà là nó như vậy anh em. Còn mình làm việc này việc kia, nhiều khi mình rất là bận, nhưng mà mình vẫn bỏ cái thời gian ra để mình đi giao xe cho anh em, để cho mà anh em có một cái chiếc xe nó dễ. Nhiều anh em người ta muốn gặp mình trực tiếp để người ta nói chuyện với mình,
và người ta thích gặp mình để anh em giao lưu với nhau, ly trà chén rượu, ly cà phê đó, người ta nhiều người ta thích gặp mình để anh em trò chuyện tâm sự với nhau đó. Và mình cũng phục vụ đam mê cho anh em. Và cái thứ hai nữa là mình muốn tạo dựng trên cái trang mình là cái hình ảnh thực tế, có mặt mũi mình đàng hoàng, không có lừa lọc ai hết, và để cho người ta khỏi cái giả mạo về mình. Vậy mình muốn lên cái hình ảnh của mình để cho người ta biết mà người ta không có giả mạo về mình, làm mấy cái mục đích xấu, lấy clip của mình rồi đăng mấy chiếc xe giá quá rẻ, cái mười mấy cũ, rồi lừa tiền cọc của anh em rất là tội. Anh em nhiều người ta làm cái để dành cấp cao cũng được, có mười mấy hai mươi cũ lừa người ta đặt cọc rồi cái xong rồi mắc dán luôn đó. Mà anh em nào mà mua xe mà giá mà đăng quá rẻ là anh em phải cẩn thận nha. Nói xe mà xì bo da dết mười mấy là anh em phải cẩn thận nha anh em đó. Mình chỉ nói đơn giản thôi, mình không muốn động chạm với người kia, tại vì người ta lấy cái hình ảnh của mình, lấy cái video của mình để đi đăng cái xe xì bo da dết giá mười mấy hai mấy là anh em cẩn thận nha. Mình nói vậy đó mà mình không bao giờ mình đăng cái xe giá đó cho anh em. Rồi uy tín người thật, việc thật, nổ máy một lần nữa cho anh em.